Cái tháng này là tháng tốn tiền nhiều nhất. Hôm bữa giờ vợ chồng Nhung tốn rất là nhiều tiền để mua đồ luôn. Tại vì lâu lâu mới có một dịp, một năm chỉ có một tháng này thôi, nên là tranh thủ mua để dành. Khi nào mình cần tới có liền đó. Nhiều khi lúc mình cần cái mình mua phải đúng giá, nguyên giá. Nhiều vừa tốn tiền mà vừa nhiều khi mua gấp nó cũng không được đẹp nữa. Tại vì mình không có thời gian để lựa đó. Hello, Nhung chào buổi sáng tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ nha. Hôm nay là thứ sáu Black Friday, là ngày lễ đen tối, là ngày đại hạ giá ở nước Mỹ. Tiệm Nhung cũng đóng cửa nghỉ làm. Ngày hôm qua nhà Nhung thì có tiệc ăn uống vui quá chừng luôn. Và sẵn ngay cái ngày lễ đại hạ giá này, Nhung xin phép được dẫn cô bác anh chị mình đi shopping một vòng, săn lùng coi có hàng hiệu mà giảm giá hay không. Bây giờ Nhung mời cô bác anh chị mình theo Nhung đi vòng vòng nha. Nhung đang ở phía bên ngoài của tiệm shopping thì hiệu Old Navy nè, hiệu Shoe Level. Đây, Nhung sẽ quay một vòng bên ngoài cho cô bác anh chị mình xem nha. Hiện tại bây giờ là bãi đậu xe hầu như là kín hết trơn rồi, không còn chỗ bãi đậu xe luôn. Mời cô bác anh chị mình vào bên trong nha. Đây, tiệm Shoe Level. Shoe thì Nhung cũng không cần mua lắm. Bây giờ Nhung sẽ đi lại tới cái tiệm Old Navy. Mấy năm trước Nhung cũng thường vào đây tại vì trong tiệm này bán đồ rất rẻ ngày lễ. À, hôm nay đồ pyjama là cô bán chị là chỉ có 5 đô một cái thôi. Để Nhung sẽ dẫn cô bán chị mình đi một vòng ha. Tiệm này bán đồ rất là nhiều, nhất là những cái đồ dành cho Noel, Christmas sắp tới nè. Hầu như là màu đỏ là cái màu chủ đạo nhất cho cái ngày lễ Christmas đó cô bán chị. Quá chừng nhiều đồ luôn rồi. Ở đây giày dép nè. Mùa này lạnh rồi nên người ta sale giày. Những cái đôi giày bích như thế này, giày boot có cổ cao. Giày này thì có giá 20 đô hiện tại bây giờ. Và bên đây là cái xào đồ áo tay dài. Nhung đi shopping mà gặp áo tay dài là Nhung thích lắm, nhất là màu đen á. Áo, những cái áo sơ mi này cho Christmas rất là đẹp luôn nè. Đồ này thì giảm giá 50%. Có nghĩa là giá chính, giá gốc thì sẽ được giảm xuống 50, giảm phân nửa giá. Bên này là những cái áo thun tay dài nè cô bác anh chị. Áo này mặc rất là ấm luôn, áo này cũng có giá 20 đô một cái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái khu đại hạ giá. 1 đồng 99, nguyên cái xào đồ này sẽ có giá từ 1 đồng 99 trở lên, tùy theo đồ nha. Thường thì những cái đồ sale này thì người ta bỏ ra chỉ có một vài cái thôi chứ không có nhiều. Một là size lớn, hai là size nhỏ đó. Nên là những cô bán chị nào mà vừa size với những cái đồ này thì đây là cơ hội mua đồ rất là rẻ luôn. Nhung thì Nhung đang tìm cái size của Nhung. Ồ, cái áo này đẹp quá. À, áo này đẹp nhưng mà size lớn lắm cô bác anh chị, là tới size tới 3XL lớn, cái này lớn lắm, không ai mặc vừa đâu. Mà 50 đô mà nó sale còn có 7 đô à. Áo này mặc ấm lắm nè, nhưng mà Nhung không mặc vừa tại vì nó rộng quá. Những cái áo thun này cũng giá 2-3 đô một cái thôi, 3-4 đô thôi, không có mắc lắm. Nè, giá này 7-8 đô. Tùy theo áo nha cô bác anh chị. Nói chung là cái xào đồ này thì có giá từ 1 đô 99 trở lên. Bên đây thì tất cả những cái đồ pyjama bên đây thì chỉ có 5 đô thôi. Những cái xào đồ này, những cái áo này sát nách này á, mặc rất là đẹp luôn. Nhất là mùa hè đó. Mùa hè người Mỹ á, người nhất là Mỹ trắng á cô bác anh chị, hay mặc những cái áo sát nách này nè. Đẹp lắm, đi biển đi chơi này kia đó. Nói chung cái xào đồ này sale rẻ nên Nhung cái xào quần ở đây là tại vì Nhung thích mua đồ rẻ giảm giá đó. Nhưng mà tiếc cái là không có size của mình. Bên đây thì khu đồ mắc tiền hơn chút xíu. Giá 9 đồng 99. Quần jean, quần áo sơ mi, quần tây này kia, các kiểu luôn nè. Nhưng mà cũng không có size của Nhung luôn. Thường là size 8, size 10, Nhung thì mặc quần chỉ có size 2 thôi, size 2 hoặc là size 4 thôi. Bên này thì đầm nè, cô bác anh chị thấy ha, đầm mùa hè rất là đẹp luôn nè. Cũng 9 đồng, 99, 10 đồng luôn. Nhung mới vừa gặp một chị bạn á, đi shopping chung á, nhưng mà chỉ đến giờ đi làm rồi. Mà cái hàng xếp tính tiền quá dài quá xa nên chỉ nhờ Nhung chút xíu tính tiền giùm cho chị. Đúng là ngày lễ đại hạ giá thiệt. Quá chừng bà con cô bác tập hợp ở đây mua đồ quá rẻ chỉ có 5 đô thôi. Và cái hàng xếp để tính tiền cô bác anh chị thấy rất là dài, rất là xa luôn ha. Nên là chị bạn Nhung không thể đợi hết cái hàng này được. Nhung thì cũng hôm nay nghỉ làm đó, có nhiều thời gian nên thôi để Nhung nói chị thôi, để Nhung tính tiền giùm cho, chỉ về đi làm đi. Rồi có gì chiều chỉ qua nhà Nhung chỉ lấy đồ đó. Trời ơi, hết biết cái hàng dài luôn rồi. Cô bán chị thấy há đen người luôn nè. Sau một hồi tính tiền vật giả thì bây giờ Nhung cũng tính tiền được xong rồi cô bán chị. Hai túi nè ha. Nhung cũng tính tiền giùm một chị bạn của Nhung nữa. Tại vì chỉ vô lựa đồ xong nhưng mà ship cái hàng xa quá. Vậy là chị đến giờ đi làm đó. Anh chỉ nhờ Nhung tính tiền giùm.
Bây giờ Nhung sẽ dẫn cô bán chị mình qua một cái tiệm kế bên đó nha. Đây là một trong những cái tiệm mà Nhung cũng thích mua đồ lắm nè. Rồi mời cô bán chị mình tiếp tục vào bên trong. Ở tiệm này thì Nhung thấy bán đồ cao cấp nè, có cái mấy hiệu thơm mì, thường những cái đồ hiệu, đồ còn size ít này hoặc là đồ bị lỗi đó, người ta sẽ đưa ra những cái tiệm này bán. À, để Nhung qua đây tìm coi giày dép coi. Nhung cần mua mấy cái đôi dép giống như mang trong nhà đó, cho nó im chân mùa lạnh này nè, Nhung hay bị lạnh chân đó. Ở nhà Nhung cũng có nhưng mà nó cũ rồi. À, Nhung thấy rồi đây nè, dép này rất là mềm, xốp và nhẹ luôn cô bác anh chị. Nhưng mà rất tiếc không có size của Nhung luôn, Nhung chỉ mang số 7 thôi. À, có rồi, có số 7 đây nè. Đôi này thì 12 đồng 99 sen một đôi, mềm mà xốp nhẹ lắm. Để Nhung mua đôi này đi. Bên đây thì khu vực bán đồ chơi trẻ em, và đây là khu vực bán đồ lạnh, áo khoác. Tiệm này bán rất là nhiều đồ của bác anh chị. Bây giờ đang mùa lạnh á, nên bán đồ nhiều đồ lắm. Và đây là khu vực bán ra niệm, chăn gói này kia đó. Ở tiệm này thì bán rất là nhiều. Nếu mà cô bác anh chị nào mới có nhà thì mình sẽ vào đây mua rất là rẻ và cũng nhiều mẫu mã lắm. Đây khu vực bán đồ, những cái hộp, những cái thùng đựng đồ trong nhà đó. Nói chung là khu vực này là bán đồ trang trí nhà cửa, rồi nói chung phòng ốc này kia các kiểu đó. Di chuyển xuống đây thì đây là khu vực bán móc, bán những cái đồ cây cọ, trà cầu này kia. Nhưng cũng định mua cây. Đây là kệ dép nè, cái kệ mình để dép lên cho gọn gàng đó. Cái kệ này có giá 12 đồng 99 sen. Rồi tiếp tục di chuyển qua bên đây là khu vực bán mấy cái bình. Nhung cũng thích, một thời là Nhung cũng mỗi lần đi shopping Nhung cũng hay tới những cái chỗ khu vực này để mua mấy cái bình, mấy cái ly siêu tầm này kia đó. Mà bây giờ Nhung mua quá nhiều rồi, thấy thì thích thôi nhưng mà không mua thêm đâu, tại vì nhà Nhung cũng nhiều lắm rồi, không có chỗ để luôn. Mấy cái bình, mấy cái mẫu đẹp dễ sợ luôn như nè. Mỗi lần Nhung đi shopping là những cái khu vực này là khu vực mà không thể bỏ qua được. Đó là khu vực bán đồ nhà bếp nè, những cái hộp, những cái cup để đựng đồ ăn này kia đó. Nói chung là đồ nhà bếp là Nhung thấy rất là thích. Nhìn mấy cái tô thấy dễ thương ghê luôn á. Bây giờ nhà Nhung quá nhiều, quá đầy, không có thể mua thêm được nữa. Nhưng mà mỗi lần đi thì tính cũng hay thích tới những chỗ này để lựa, để xem, để ngắm nghía này kia. Khu vực đồ nhà bếp nè, quá chừng nhiều đồ luôn, thích ghê luôn vậy đó. Bên này thì khu vực bán đồng hồ. À, Nhung thấy cái bao tay rồi, để Nhung mua cho anh xã Nhung cái bao tay. Hôm bữa trước thì ảnh nói ảnh muốn có cái bao tay dài dài như thế này nè. Ở nhà Nhung cũng có nữa mà ảnh nói thôi để anh mua cho ảnh cái mới. Qua bên đây là khu vực bán đồ nam, để coi có cái gì lựa lựa cho anh xã nhà Nhung không. Thì đây là khu vực bán đồ giống như kiểu cũng đồ hạ giá, đồ sale nè. À, Nhung thấy bên đây có cái chỗ bán đồ cái tông đơ cắt tóc nè cô bác anh chị. Anh xã Nhung cũng hay mua mấy cái loại này, anh tự cắt ở nhà đó. Hầu như ở Mỹ người ta tự cắt tóc nhiều hơn là ra tiệm cô bác anh chị. Sẵn đây Nhung dạo một vòng ra coi có giày của anh xã Nhung không. Đây là khu vực ship hàng tính tiền cô bác anh chị ơi. Ở đây Nhung có thấy bán mấy bánh gạo này nè. Trời ơi, cái hàng cũng khá là dài nha, cũng khá là đông luôn nè. Cô bác anh chị thấy mấy ngày này á, là giống như bà con đi shopping á, đông lắm luôn á, nên cái hàng rất là dài. Rồi, khu vực tính tiền thì thường thường các chợ sẽ có một cái dãy như thế này, người ta trưng bày những cái dầu thơm, những cái đồ linh tinh á, để khi mình trong thời gian chờ đợi ship hàng tính tiền á, mình có thể mua thêm. Giờ thì Nhung mời cô bác anh chị mình đi sang một cái tiệm khác nha. Bên ngoài thì cũng khá là đông, xe chạy rất là nhiều luôn nè. Cô bác anh chị thấy đây là tiệm muscle ha. Nhung sẽ dẫn cô bác anh chị mình vào đây để Nhung coi đi lựa coi có đôi giày nào ấm ấm đi mình mang đi làm mùa đông này không. Nhung thì cũng không có thích giày lắm, tại cũng có giày nhiều rồi. Vô mình thấy rẻ, nếu mà đúng size rẻ thì mua, còn không thì thôi, không có quan trọng giày lắm. Nhung chủ yếu vào đây là để lựa những cái đồ, nói chung là mình không có chú ý là mua cái gì, nhưng mà vào đây thì thấy cái gì rẻ vừa mắt thì cứ mua thôi, tại hôm nay Nhung có thời gian nhiều đó. Giờ thì Nhung sẽ dẫn cô bác anh chị mình đi tham quan một vòng cái chợ Marshall này, coi trong đây có những gì ha. Tại vì trong tiệm này mở nhạc rất là lớn, nên là Nhung không có thể quay trực tiếp cái tiếng nhạc cho cô bán chị mình nghe được, nên cô bán chị mình thông cảm ha. Đây là khu vực bán túi sách, giỏ quải. Cô bán chị thấy nhìn kiểu cọ màu mè ghê chưa, giống như một cái trái banh tròn tròn ấy ha. Ở đây thì người ta bán rất là nhiều kiểu cọ màu mè, nói chung là qua lá hẹ đủ thứ hết trơn á.
Người Mỹ thường người ta ăn mặc từ cái giỏ xách, túi xách, giày, dép, quần áo nó phải tương đồng màu với nhau. Nên là ở đây người ta cũng bán rất là nhiều màu đa dạng để cho mình có thể mua để phối màu với nhau cho đẹp đó. Ở Mỹ, cô bác anh chị biết là rất là nhiều người đeo cái túi chéo ngang vai như thế này nè. Giống như để bóp, để điện thoại này kia. Thay vì hồi xưa người ta quải giỏ đó, giờ người ta không có quải giỏ nữa. Người ta sẽ quải mấy cái túi nhỏ nhỏ như thế này để tiền, để thẻ, để chìa khóa thôi. Nhỏ, gọn và thứ hai nó cũng an toàn. Không riêng gì người Việt Nam, mà người Mỹ người ta cũng đeo túi này, cũng giống như bây giờ người ta cũng thấy rất là nhiều trường hợp giật túi giật giỏ rồi nên người ta cũng sợ. Nên hầu như người Mỹ, nhất là mấy bạn trẻ, không bao giờ thấy quải cái bóp, quải cái giỏ lớn nữa cô bác anh chị, mà quải mấy túi nhỏ 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 như thế này chéo ngang vai á. Nhung thì cũng có rất là nhiều, nhưng có nhiều cái loại như thế này lắm. Mà hôm nay Nhung đi là Nhung không có mang, Nhung mặc áo lạnh như thế này á, ở trong áo có túi, hai bốn túi thì Nhung bỏ tiền chia ra rồi để chìa khóa, để điện thoại vậy thôi à. Nên là Nhung đi ra ngoài đường không bao giờ Nhung cầm bóp, cầm giỏ, cầm túi xách gì hết. Không chỉ riêng gì phụ nữ thích đi shopping nha cô bác anh chị, Nhung cũng thấy rất là nhiều đàn ông vào đây lựa đồ luôn nè. Nhất là mấy bạn trẻ trẻ ha. Quá chừng nhiều đồ cho Noel rồi cô bác anh chị. Thấy đây là những cái miếng giấy, tờ giấy mà để dùng để gói quà, để trang trí nhà cửa cho Noel đó. Được bày bán hầu như là tất cả các chợ luôn. Rất là nhiều luôn. Và bà con cũng tập trung cái khu vực này nhiều đông để mua sắm chuẩn bị cho Noel sắp đến rồi đó. Theo Nhung được biết, ở Mỹ thì ngày lễ mà cảm thấy lớn nhất và ý nghĩa và chuẩn bị nhiều nhất đó là lễ Noel Christmas đó cô bác anh chị. Người ta ăn cái lễ này giống như người Việt Nam mình ăn Tết vậy đó. Người ta chuẩn bị trước cả tháng đó cô bác anh chị. Nào là trang trí nhà cửa, nào là mua quà tặng cho con cháu và thậm chí những cái gói quà tặng cho bạn bè, người thân này kia. Nói chung là y như ngày Tết bên Việt Nam mình đó đó. Đến nhà nhau là thường sẽ chúc nhau và tặng quà cho nhau. Rồi những em nhỏ đây là cơ hội để giống như được nhận tiền lì xì, nhận quà. Bởi vì nhiều người nói lễ Noel là lễ lớn nhất nước Mỹ và người Mỹ cũng ăn cái lễ này, hầu như là không có ai bỏ sót cái lễ này hết. Những cái lễ khác thì có thể người ta cho qua, nhưng mà lễ Noel này hầu như là nhà nào cũng trang trí và nhà nhà đều mua sắm và nhà nhà đều chuẩn bị cho cái lễ này thật là chu đáo và háo hức luôn đó cô bác anh chị. Rồi xong rồi cô bác anh chị, thấy một ở đằng sau cái đống luôn. Nãy giờ Nhung đi mua cho Nhung rồi xong mà mua giùm chị bạn nữa. Cái chị hồi sáng á, Nhung chỉ đi làm xong cái Nhung tính tiền giùm chị, chị bận thời gian á chị đi làm. Nhưng mà tính tiền cho chị xong Nhung đi shopping, đi vòng xong hơi cái chị gọi Nhung, chị hỏi mấy giờ đóng cửa, chị định là mua thêm đồ á. Nhưng mà nói thôi, Nhung nói thôi để Nhung còn đang ở đây là Nhung mua giùm cho chị luôn. Chứ không thôi sợ chiều chị làm ra á, tiệm đóng cửa, tại vì hôm nay lễ cô bác anh chị có thể đóng cửa sớm á. Thôi bây giờ đi về thôi, đi về sẽ cho cô bác anh chị mình xem coi Nhung mua được những gì nha. Ngày nào hôm nay là ngày để tất cả bà con shopping đó cô bác anh chị. Có người thì shopping online, có người thì đi tới tiệm mua, mà hầu như thường thường người ta thích tới tiệm mua, tại vì tới đi lựa đồ để cầm sờ giải này kia coi đẹp hay xấu đó cô bác anh chị. Dạ đi shopping từ sáng giờ mà chồng tưởng là dạ đi làm. Hôm qua nói là Nhung nói là Nhung tiệm đóng cửa nghỉ nên Nhung đi shopping, mà hôm qua anh xỉn anh quên hay sao á. Quên gì, thấy sáng thấy đi ngon lành mà. Anh nói Nhung đi thấy đi đúng giờ, tưởng Nhung đi làm. Để chút xíu hai chồng Nhung ăn uống xong Nhung sẽ khui đồ cho cô bác anh chị mình xem coi Nhung mua được những gì nha. Giờ đi lấy cái lẩu ăn mà được đó, bụng quá. Ơi nãy giờ đi shopping ở nhà anh xã anh, người ta giao đồ anh lấy vô nè, Nhung mới mở ra khui. Đây là đồ bữa giờ order trên mạng, ở trên Macy. Đây, order. Còn cái này của order của Amazon. Bây giờ sẽ khui ra coi. Đây là cái đôi dép mà mua để dành cho anh xã đi Việt Nam đến mang nè. Cái đế ở sau nó có cái e nè. Đi nó mềm chân đó, nó không có bị không bị đau chân. Mà đặc biệt ở dưới cái đế này nè. Đây là giống như cái nó mềm lắm nhưng mà không phải là bằng vải, bằng da nha. Có nghĩa là thấm nước vẫn được, không có bị nước ướt vào đây, nhưng mà nó mềm, mềm lắm cô bác anh chị. Anh xã Nhung thì anh mang da dép sandal lúc nào cũng có cái quai hậu phía sau rồi nè, tại vì nếu không có cái quai này anh đi nó dễ bị tuột cái chân ra sao á. Còn mang dài thì nhiều khi nó bị hầm á. Về Việt Nam thì mang mấy cái đôi dép như thế này cho nó mát cái chân á. Thùng này là cái con robot nha cô bác anh chị, cái con robot để quét nhà, lau nhà đó. Ở đây người ta xếp hàng rất là kỹ nha. Người ta bỏ trong cái thùng lớn này nè, là bao gồm ở trong cái thùng này, ở trong đây, người ta gói lên rất là kỹ cái thùng này, mà bên trong cái thùng này là mới là cái con robot.
Có nghĩa là còn một lớp thùng nữa nè cô bác anh chị. Ở đây người ta gói rất là kỹ luôn, người ta sợ cái vận chuyển á. Đây, cái thùng này, chỗ này nó có cái quai sách. Ở trong này có cái xốp này nè, để nó bảo vệ cái con robot mình á. Khi mình vận chuyển nó cũng không có bị bể á. Cái con robot này á thì Nhung mua, Nhung mang đi Việt Nam, nên là Nhung không có khui ra cho cô bác anh chị mình xem ha. Và đây là mấy cái áo khoác mà Nhung order ở trên mạng nó về đây nè. Đó, ở cái hiệu Calvin Klein này cô bác anh chị biết trên mạng là 300 mấy, nhưng mà sale còn có 100 đô thôi nên rất là rẻ, nên Nhung tranh thủ mua. Đây là hai túi đồ của chị đó nè, Nhung soạn sẵn rồi. Một túi là chị mua sẵn, chị nhờ Nhung tính tiền tại chị không kịp giờ đi làm. Còn một túi này là Nhung mua giùm cho chị. À, gọi FaceTime mua giùm đó cô bác anh chị. Đi shopping mà cũng đi giùm nữa, đi FaceTime luôn. Lựa giờ lựa trên mạng luôn. À, lúc sáng á, là Nhung mua mấy cái quần này cho anh xã Nhung mặc ở nhà nè. Cái quần này giống như là đồ mặc Noel Christmas đó cô bác anh chị. À, chỉ có 5 đô một cái thôi. Chị thấy rẻ quá nên chị mới nhờ Nhung mua giùm. Tại vì sợ chiều chị làm ra là tiệm đóng cửa rồi. Khi mà chị gọi Nhung á, là Nhung đi những cái tiệm khác rồi. Nên Nhung nói thôi để Nhung quay lại Nhung lựa cho. Nhưng mà xui cái cho chị là khi Nhung quay trở lại mua đồ cho chị là cái giá nó không còn sale giống vậy nữa. Nó chỉ 50% off thôi. Mà cô bác anh chị biết á, giá gốc này là tới 27 đô một cái ha. Đây, giá gốc này là 27 đô một cái. Còn phần đồ của Nhung á, Nhung mua tùm lum la hết trơn, tại Nhung mua 2-3 tiệm lận. Nhung thì cô bác anh chị biết là Nhung là tính đồ màu đen. Nên là hầu như tất cả những cái áo mà Nhung mặc đi làm hoặc là mặc đi chơi hay bất cứ đâu á, thì màu đen là cái màu chủ đạo nhất. Hầu như là tất cả các đồ của Nhung là màu đen chiếm hết 70-80% rồi. Nhung thích mặc toàn màu đen thôi. Nhung mua cũng đồ này là đồ thường thôi, tại vì mình mặc đi làm đó. Nè, Nhung mặc size small thôi. Đồ này thì giá gốc nó cũng 28 đồng. Nhưng mà Nhung mua chỉ sale có còn 16 đồng thôi. Thường vào những cái tiệm mua đồ á, Nhung lựa những cái giá màu đỏ này nè, hoặc là màu vàng á, là những cái giá thiệt là sale rẻ đó. Nên Nhung mua những cái giá thôi, chứ còn chưa bao giờ Nhung cầm tiền mà Nhung đi mua một cái áo nào. Dù cho thích cỡ nào mà cái áo còn nguyên giá tiền là Nhung chưa bao giờ Nhung mua. Toàn là mua đồ, toàn giảm giá thôi. Nên là phải xài tiết kiệm. Thích đi cái chợ ra. Cái chợ, cái tiệm Muscle nè. Muscle này á, là Nhung mua được nhiều đồ lắm. À, giống như kiểu như hộp phong thủy thì sao á. Còn những cái tiệm khác là Nhung mua không có được nhiều. Nhưng mà tiệm này đặc biệt, tiệm này là Nhung thích. Nhung mua đồ nhiều nhất. Đây. Thường nó sẽ bán nguyên cặp gì nè cô bác anh chị. Ha. Nguyên cặp gì nên là mình không có lựa chọn. Mình không có thể rứt ra được. Tại vì người ta kết nó dính lại với nhau rồi. Nên là mình chỉ mua thế này thôi. Mà cái màu này thì Nhung cũng thích. Thường lâu lâu thì Nhung đi chợ này thì gặp mấy cái hộp này. Tại vì hộp này mình có thể để trong microwave mình hâm đồ ăn này kia được á. Trong lò vi sóng á. Nên là Nhung thường hay mua những cái hộp này để dành. Mình bới đồ ăn dễ đi làm này kia đó. À, Nhung mua cái túi quả này dễ thương lắm nè. Bây giờ cô bác anh chị biết ra đường quải vỏ, quải bóp không có an toàn lắm. Nên là thường có mình sẽ quải những cái túi vỏ chéo ngang vai, ngang bụng này nè. Một cái túi nhỏ mình có thể để trước bụng như đó. Giống như cái túi này nè. Cái túi này mình sẽ tháo dây ra. Mình sẽ đeo trước cái bụng mình như thế này. Đó. Cái túi này á là nó nhẹ, nó xốp mà giống như kiểu bên ngoài là ni lông đó cô bác anh chị. Nên là nó không có bị mưa, nó cũng không có ướt bên ngoài ha. Cũng giặt, cũng sạch, nó cũng nói chung là màu đen. Màu đen là màu Nhung thích nhất. Nên là hầu như tất cả những cái đồ của Nhung đều màu đen hết. Sắp đến Noel rồi, Nhung mua cái túi quà gói sẵn để tặng cái bà hàng xóm nhà Nhung. Bà cũng hay cho đồ Nhung á, nên là Nhung mua sẵn cái túi này, làm quà sẵn vậy nè. Cái mình bỏ thêm cái túi sách nữa. Mình bỏ thêm vài miếng giấy màu màu cho nó màu mè đẹp. Nhung sẽ đem tặng cho bà ngày Christmas. Ở trong chợ người ta bán sẵn như thế này, cô bác anh chị gói giống mình Việt Nam mình gói quà ngày Tết vậy đó. Nhìn dễ thương lắm, nhiều kiểu, nhiều giá lắm. Nhung vừa chia sẻ xong cho cô bác anh chị mình một ngày đi shopping ngày Black Friday của Nhung ha. Thì Nhung mua được tổng cộng bao nhiêu đồ đó. Thì ngoài mua đồ ở tiệm ra thì Nhung cũng có mua một ít đồ online trên mạng nữa. Thì nãy giờ về Nhung cũng đã khui rồi. Cái tháng này là tháng tốn tiền nhiều nhất. Hôm bữa giờ vợ chồng Nhung tốn rất là nhiều tiền để mua đồ luôn. Tại vì lâu lâu mới có một dịp, một năm chỉ có một tháng này thôi. Nên là tranh thủ mua để dành. Khi nào mình cần tới có liền đó. Khỏi phải chờ đợi khi mình mua cái xong. Nhiều khi lúc mình cần cái mình mua phải đúng giá, nguyên giá. Nhiều vừa tốn tiền mà vừa nhiều khi mua gấp nó cũng không được đẹp nữa. Tại vì mình không có thời gian để lựa đó. À, đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ nha. Nếu mà yêu mến Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like.
một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Video thì Nhung vẫn phát như thường lệ vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần vào lúc 8 giờ sáng, tức là khoảng 21 giờ tối giờ Việt Nam cùng ngày. Cô bác anh chị mình nhớ đón xem ủng hộ Nhung nha. Giờ thì Nhung xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà!